Xin chào các bạn, các bạn ơi, hôm nay mình cho các bạn xem mình đang có một trò chơi game rất là hay. Trò chơi game này mang tên là Helot và mình cũng đầu tư, không gọi là đầu tư mà cái này gọi mình là chơi được khoảng mấy ngày rồi. Thì mình thấy cái game này nó rất là hay các bạn ạ. Thì mỗi người chơi chỉ cần nạp 150 đô thôi, USDT, tiền đô điện tử, là có thể chơi trọn đời với cái game này. Và nó rất hay là gì? Cứ mỗi một lần mà tại sao lại người thắng người thua đều rất vui thì các bạn quan sát này, và không phải chơi bằng tay các bạn nhé. Khi mà các bạn nhấn vào trò chơi này, các bạn nhấn vào bắt đầu thì các bạn thấy là chúng ta chỉ cần gạt cái auto này lên là chúng ta có thể chơi được rồi, mà không cần phải tham gia trò chơi như thế này. Thực ra cái game này nó chỉ là game lật bài đấy các bạn xem này. Chúng ta nếu mà chúng ta ấn mở một ô bài đấy, ví dụ như này là mình mở bằng ô thua đúng không ạ, thì mình thật không may mắn mình thua nhưng mình lại nhận được về 0,9 đô. Đấy, hãy tiếp tục cuộc chơi tiếp theo. Nhưng mà cái này thì một tiếng nó mới diễn ra một lần thôi. Đấy, mình nhận thua rồi đấy, nhưng mà lại nhận về 0,9, rất là thú vị đúng không các bạn? Chứ còn thắng thì sẽ được như thế nào? Khi mà mình thắng thì cái này mình không cần phải chơi bằng tay nhá. Mình thì bật auto liên tục vì một tiếng nó diễn ra một trận, cho nên là mình bật auto để làm gì? 24 giờ mình không cần vào trò chơi game này thì mình vẫn được tham gia, và nó chạy random, cứ thắng thua nó là random toàn bộ thị trường. Cho nên là toàn bộ cho những người chơi. Cho nên là mình thấy cái game này nó cũng khá là thú vị. Thì mình có thể xem cái lịch sử trò chơi này. Các bạn thấy không? Vừa nãy là mình thua cho nên mình nhận về 0,9 đô. Đấy, thua 2 lần liên tiếp, 3 lần liên tiếp các bạn thấy không ạ? Cứ thua 3 lần liên tiếp đấy, nếu như ai một ngày mà thua liên tiếp cũng rất là vui. Nhận về 0,9 đô này các bạn, 3 lần liên tiếp. Còn đâu mình thắng nhé, các bạn nhìn này, có một lần mình thắng thì mình sẽ nhận về một cái huy hiệu và đổi lại mình đưa 30 đô của mình vào trong hũ. Đấy. 30 đô của mình vào trong hũ thì nó có tác dụng như thế nào? Thì mình sẽ giải thích cho các bạn ở đây. 30 đô của mình nhảy vào trong hũ thì trước tiên thì mình muốn cho các bạn xem về cái lịch sử nạp rút tiền của mình đã. Phần nạp tiền của mình ở đây, mình có cái lịch sử ở đây. Mình nạp duy nhất là 2 lần. Một lần là 200 đô, một lần là 45 đô. 45 đô là mình nạp thử xem nó có được, nó có mượt mà hay không thôi. Chứ bản chất cái game này cũng không cần nạp là 245 đô. Mà bản chất là chúng ta chỉ cần nạp 150 đô USDT là chúng ta có thể chơi trọn đời trọn kiếp với cái game này. Và mình đã khám phá ra là đây là cái rút tiền nữa này các bạn này. Đấy, mình nạp vào tổng là 245 đô đúng không ạ? Thì mình bây giờ mình vẫn còn là 300, mình đã rút được 300 đô rồi, rút về tiền ví điện tử của mình rồi. Mà bây giờ trên màn hình của mình vẫn còn là 169 đô, mà mình lại lên tướng 2 level 3 rồi. Đấy, rất là nhiều sao, nhiều huy hiệu. Thì mình ở đây mình cũng chia sẻ với các bạn là nếu mà các bạn thấy hay, các bạn chia sẻ cho các bạn bè của các bạn cùng kiếm tiền, thì mình nhấn vào phần mời bạn bè cùng kiếm tiền. Thì ở đây chúng ta copy cái link này, chúng ta gửi cho bạn bè. Và nếu như bạn không có ai giới thiệu các bạn thì các bạn có thể đăng ký dưới link của mình ở dưới cái video này. Và mình nhấn vào phần lịch sử mời thì các bạn thấy được rằng là mình ở dưới mình có 5 người chơi đăng ký. Nhưng mà ở đây có những người chơi mà 156 trận, tức là 156 tiếng ấy người ta bật auto để người ta chơi, hoặc là người ta chơi bằng tay. Nhưng mình tin là đấy là những người mà 156 trận này là người ta đang bật auto. Thì có những người thì không trận, tức là hoặc là người ta không nạp tiền, hoặc là người ta không chơi. Đấy, thì nó không hiển thị ở đây. Nhưng mà có điều tác dụng là gì? Khi mà những người chơi này chiến thắng, giành chiến thắng thì họ chuyển 30 đô, giống như mình cũng vậy. Mỗi lần thì mình chiến thắng, mình sẽ chuyển 30 đô của mình vào trong cái hũ. Bởi vì cái trò chơi này nó có một cái random là một phòng chơi có 14 người. 14 người chơi này luôn luôn có 3 người thắng và 11 người thua. 3 người thắng này sẽ chuyển 30 đô của mình vào trong cái hũ lớn. Cái hũ lớn này tổng là 90 đô và nhận về một huy hiệu. Còn 11 người thua thì sẽ nhận về là 0,9 đô cộng với lại 30 đô trả ra ngoài luôn. Và khi mà nhận về huy hiệu như vậy thì có tác dụng gì? Bởi vì nhiều người thì thấy rằng như thế này không khác gì là thua. Nhưng bản chất là gì? Nếu như bạn được thắng 5 lần liên tiếp thì tức là bạn trích ra 150 đô đầu tiên, 150 đô thì bạn sẽ lên được tướng cấp 1, bởi vì 5 huy hiệu đổi lấy 1 sao, đổi lấy 1 tướng. Và mỗi một lần lên tướng cấp 1 thì bạn sẽ nhấn vào phần chi tiết tài sản này, bạn sẽ được hồi về tiền. Ví dụ như là hồi dần. Nếu như các bạn mà không tắt auto thì cứ hồi đủ 30 đô thì nó lại vào ván mới. Nhưng mà phần thưởng này các bạn nhìn thấy không? Đấy, phần thưởng 2.6 đô này là vì mình lên tướng cấp cao thì nó sẽ cộng vào tiền vào đây. Còn 0,9 đô này là mỗi lần mình thua cuộc. Phần thưởng cộng đồng này là 0,6 đô, là những cái người mà đăng ký dưới link của mình mà họ chiến thắng đấy. Họ chiến thắng thì họ chuyển tiền vào hũ đấy. Thì mình lại thưởng được một thưởng công ty một chút. Bởi vì là sao? Công ty bán cái vật phẩm là huy hiệu, và sau này bán những cái vật phẩm là kiếm, rồi là những cái
công cụ để giúp cho các bạn độ cái nhân vật tướng của các bạn lên chơi game, công ty chi trả nên mình thấy rất là hay. Và công ty lấy tiền ở đâu để trả cho người chơi thì thực sự luôn là công ty không lấy tiền ở đâu cả, mà công ty đang bán những cái vật phẩm cho người chơi lên tướng đầu tiên. Ai lên tướng trước thì sau này được chia tiền nhiều hơn, bởi vì ai cũng muốn phấn đấu là được cống hiến 30 đô đầu tiên vào trong mũ trước và luôn luôn muốn là ở tướng cấp cao và đang đua tướng. Cho nên là việc mà họ nhận âm trạng thái 30 đô sẽ có tác dụng giúp cho họ nhanh chóng trở thành cấp tướng cao, để sau này khi họ chỉ cần muốn nhận tiền thì họ có thể tắt auto luôn để họ không vào ván mới nữa, thì họ sẽ nhận tiền về dần dần. Cứ một ván, cứ 5 huy hiệu, tức là 5 ván mà họ chiến thắng thì họ sẽ nhận về là 225 đô hồi tiền. Chính vì thế cho nên là tại sao mình mới nói là 150 đô thì chơi trọn đời trọn kiếp đến cái trò chơi game này như vậy. Chỉ cần các bạn không rút hết cái số tiền ra, vẫn luôn luôn còn 150 đô sau khi trừ đi cả cái phần thưởng rồi, rồi là cái phần rút ra rồi ấy, thì các bạn sẽ được ở những cái vòng chơi quay tiếp theo. Thế cho nên là mình thấy rằng là cái trò chơi game này rất hay, các bạn có thể là chơi hoặc là các bạn đăng ký mời bạn bè của mình chơi thử. Bởi vì mình nghĩ rằng là 150 đô thì nó không có gì là to tát cả, nhưng mà cái công ty này nó rất là thông minh. Bởi vì sao? Nó khiến cho người ta tải cái ứng dụng này, người ta rất là thích vào cái ứng dụng này. Thay vì bình thường như mình hay vào Facebook hay là TikTok thì bây giờ mình lại một tiếng trôi qua mình rất là muốn nhìn đồng hồ, một tiếng trôi qua mình vào mình xem là bây giờ là mình thắng hay là mình thua, mình nhận huy hiệu hay là mình nhận tiền. Thì mình thấy là nếu như cái công ty này, mình thấy được cái ý tưởng của nó là gì, nó thu hút cộng đồng trước, bởi vì nó yêu cầu là mỗi người một số điện thoại đăng ký, thì nó không muốn là, và bản chất là gì, nó chỉ cần 150 đô là chơi trọn đời trọn kiếp, chứ nó không cần các bạn phải đầu tư rất nhiều tiền vào đây, và nó cũng không cần các bạn phải mời người, bắt buộc phải mời người mới có tiền, bởi vì là cứ lên tướng, cứ bật auto lên tướng là các bạn có tiền rồi. Nhưng mà nếu mà ai thích được nhiều tiền hơn thì chia sẻ cho cộng đồng, bởi vì là bất cứ một sản phẩm nào mà đưa ra ngoài cộng đồng đều có muốn có cộng đồng hết. Thì nếu như mà có nhiều cộng đồng thì chắc chắn là cái game này càng ngày càng phát triển và nó đã thành công. Bởi vì sao? Khi có một cộng đồng rồi thì công ty này làm cái gì cũng rất là ok. Thứ nhất là nó có thể là gì? Trước khi các bạn vào xem cái phần thắng hay phần thua của các bạn, nó nhảy ra một đoạn quảng cáo bắt buộc các bạn phải xem, thì nó đã bán được rất nhiều tiền cho cái đơn vị quảng cáo đấy và nó thu về rất là nhiều lợi nhuận. Với thứ hai là gì? Công ty sẽ không bao giờ đóng game khi mà lượng chơi càng ngày càng lớn. Bởi vì sao? Dòng tiền công ty nhận về, nếu như các bạn được biết, trong cái hũ mà chúng ta chuyển tiền vào mua vật phẩm của công ty đấy, thì công ty sẽ chỉ lấy về 7% thôi. 7% này để chi trả vận hành các cái đồ họa rồi vận hành công ty. Còn lại 93% là công ty chi trả toàn bộ cho cho cộng đồng. Thay vì là ngày xưa thì mình đi mua chơi kiếm, mua kiếm này rồi là mua các vật phẩm mình độ cho cái nhân vật tướng của mình, không có cái tác dụng gì ngoài cái việc là tạo cho mình cái niềm vui khi mà mình thi đấu. Thì mình thấy được rằng là cái game này nó thú vị là nó tạo ra cái giá trị cho cộng đồng, là mọi người chơi đều rất vui vẻ, thắng hay thua đều cực kỳ là hưng phấn, và nó khiến cho người ta có một cái thói quen là đến giờ vào xem tiền nhảy đấy. Thế cho nên là khi mà cái công ty này phát triển mạnh mẽ thì mình tin rằng là nó sẽ thu về rất là nhiều lợi nhuận. Chứ còn đâu các bạn mà lo lắng là khi mà các bạn bỏ tiền vào đây mà các bạn đến một thời gian cộng đồng lớn rồi công ty đóng cửa để thu tiền của các bạn, thì mình nghĩ là nó không bao giờ nó làm thế. Bởi vì cứ mỗi một giờ trôi qua, công ty nhận về 7% trên cái hũ tiền mà bạn đóng góp vào cộng đồng trên một cái bàn chơi 14 người. Thế cho nên là cộng đồng, mà ví dụ các bạn thử tính mà xem, bây giờ cộng đồng đang là ví dụ có một bàn chơi thôi thì công ty nhận về 7% của 90 đô của 3 người thắng đấy thì là 6,3 đô. Thế vì nếu như có 10 phòng thì sao, mình cứ tính là 6 đô đi, thì mình cứ tính là nếu như có 10 phòng thì là một công ty sẽ nhận về 60 đô, mà có 100 phòng thì công ty sẽ nhận về 6.000 đô, mà có 1.000 phòng thì 60.000 đô một giờ. Thì công ty đấy là một cái dòng tiền cực kỳ ổn định của công ty không bao giờ đóng cái phần dòng tiền đấy của công ty cả. Và thứ hai là nó còn bán cho chúng ta những cái tương lai đằng sau rất nhiều cho những cái đơn vị mà khi mà mình có cộng đồng. Bởi vì ngày xưa khi mà Grab với lại Uber vào trong Việt Nam ấy, người ta cũng cho người dùng một cách là miễn phí rồi là đi xe 1 đồng 0 đồng. Rất nhiều người nghi ngờ với cái chiêu thức marketing của họ và còn nói là lừa đảo các thứ. Nhưng ngày hôm nay thì sao? Những ai mà đi trước công nghệ, mà thậm chí ngày xưa Grab cũng có những cái đường link gửi những người bạn bè cơ, cũng có
có những cái mã rep ấy thì cũng nhận được rất là nhiều tiền. Thì ngày hôm nay nếu như các bạn biết tận dụng cái cơ hội này, dù mặc dù rất nhỏ, 151 đô thôi và khoảng 3,7 triệu, chứ nó không làm cho chúng ta giàu lên, cũng không làm cho chúng ta nghèo đi, nhưng chúng ta trải nghiệm một cái trò chơi mới, một cách kiếm tiền từ công nghệ mà biết tận dụng cộng đồng, mà biết chia sẻ link cho bạn bè của mình để bạn bè chơi dưới link của mình, thì thực sự luôn đấy là một cái số tiền cũng không hề nhỏ đâu các bạn ạ. Bởi vì là dưới link của mình mà đăng ký, như các bạn thấy này, đấy chi tiết tài sản này, cứ người chơi ở dưới mình mà chiến thắng thì công ty cũng trích một phần nho nhỏ cho mình. Thì mình thấy là cái game này vui, ai cũng vui, mình thắng mình cũng vui, mình thua thì mình nhận công về chín đề cũng vui. Cho nên là nó sẽ rất thành công và rực rỡ trong tương lai, và ai cũng có thể chơi được, số tiền không lớn, nó không gọi là đầu tư, nó thực sự là một trò chơi game. Nó sẽ là hot trend trong thời gian tới, nếu như các bạn mà biết tận dụng sức mạnh của cộng đồng, tận dụng sức mạnh của công nghệ, các bạn ngồi ở nhà các bạn cũng có thể kiếm được tiền nhờ cái việc mà chúng ta giúp cho công ty lan tỏa đến nhiều người biết đến cái game này. Thì mình chúc cho tất cả các bạn là chơi game rất là vui vẻ. Và nếu như ai mà chưa có link để đăng ký thì hãy hỏi những người bạn giới thiệu của bạn, hoặc là để lấy link, hoặc là các bạn có thể đăng ký dưới link của mình ở dưới video. Và chúc cho các bạn kiếm được thật nhiều tiền, mặc dù số tiền này rất nhỏ nhưng mà chắc chắn là có võ. Và chúc cho các bạn luôn luôn vui vẻ với game nhé.